Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dynoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Vậy là trong một tháng qua, với series khủng long châu Á, chúng ta đã châu du qua nhiều quốc gia và khu vực như Đông Nam Á, Nhật Bản, Mông Cổ, Trung Quốc và Ấn Độ để xem lịch sử cũng như tình hình nghiên cứu khủng long ở các nước này. Chúng ta cũng đã cùng nhau đánh giá về khả năng Việt Nam trong thời cổ đại có khủng long sinh sống hay không. Tuy nhiên, châu Á vẫn còn rất nhiều quốc gia nữa, và trong phần cuối cùng của series khủng long châu Á, chúng ta hãy cùng điệp qua một lượt toàn bộ những quốc gia còn lại, xem các nước này có khủng long hay không, và nếu có thì nhiều hay ít nha. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Như các bạn đã biết, Việt Nam chưa từng phát hiện hóa thạch khủng long trên lãnh thổ của mình và do đó cũng chưa từng xác định được có bất kỳ loài khủng long nào từng sinh sống trên đất nước Việt Nam thời tiền sử hay không. Tuy nhiên, Việt Nam không phải là quốc gia duy nhất ở châu Á có tình trạng này. Ở trong Đông Nam Á thì ngoài Việt Nam còn có các quốc gia hải đảo như Philippines, Indonesia, Brunei hay Đông Timor cũng chưa từng tìm thấy hóa thạch khủng long. Trong khi đó thì các nước như Malaysia, Myanmar, Campuchia đều đã tìm thấy hóa thạch khủng long, nhưng hóa thạch họ chưa đủ độ chi tiết để xác định được đó cụ thể là chi hay loài nào. Hơn nữa, Việt Nam hay các nước Đông Nam Á hải đảo cũng không phải là các quốc gia duy nhất gần như trắng về dấu tích hóa thạch khủng long. Tây Á cũng vậy, trong số các quốc gia Tây Á hay còn gọi là Trung Đông thì họ chưa có bất kỳ loài khủng long nào được xác định. Tuy nhiên, họ có rất nhiều tiền, thế nên vào tháng 10 năm 2020 thì một đại gia các tiểu vương quốc Ả Rập đã bỏ ra số tiền khổng lồ là 31,8 triệu đô la để tạo bộ xương T-Rex có nickname là Stan về để chuẩn bị trưng bày trong bảo tàng lịch sử tự nhiên mới của họ. Những cuộc đấu giá hóa thạch khủng long trên khắp thế giới cũng có sự tham gia của rất nhiều đại gia dầu mỏ, và dự kiến trong tương lai, dù có hay không tìm thấy hóa thạch khủng long thì ở Tây Á vẫn sẽ có nhiều bộ xương khủng long được trưng bày hoặc cất giữ trong các bộ sưu tập tư nhân. Mà thật ra thì Tây Á cũng không tránh khủng long hoàn toàn đâu nha. Vào năm 2019 thì hai bác sĩ người Ba Lan trong lúc đi du lịch ở Jordan đã phát hiện các dấu chân khủng long gần cổ thành Petra, một địa điểm du lịch nổi tiếng. Trước đó thì vào năm 2008 cũng đã có một số dấu chân khủng long được tìm thấy tại Yemen. Tuy nhiên, nước này đang trong tình trạng nội chiến nên không biết những dấu chân đó có được bảo vệ không hay đã bị phá hủy rồi. Tiếp theo là những quốc gia có ít khủng long, cỡ một hai loài. Chúng ta sẽ có hai cái tên đến từ Trung Á là Tajikistan và Kyrgyzstan, cũng như một cái tên đến từ Nam Á là Pakistan. Tajikistan cũng có một thời gian dài không có loài khủng long nào, tuy nhiên vào năm 2021 thì họ đã xác định được chi khủng long đầu tiên là Kasainathus, một chi theropod thuộc họ Dromaeosauridae, tức có họ hàng với Velociraptor quen thuộc với chúng ta. Kyrgyzstan thì có hai chi khủng long được phát hiện vào đầu thế kỷ 21, đó là Ferganosaurus và Ferganocephal, đều được đặt tên theo thung lũng Fergana nổi tiếng ở vùng Trung Á. Ferganosaurus là một chi sauropod, còn Ferganocephal lại là một khủng long hông chim và rất có thể thuộc họ hầu đầu long của Pachycephalosaurus. Tính ra thì Trung Á chỉ còn một quốc gia duy nhất chưa có loài khủng long nào, đó là Turkmenistan. Pakistan cũng có một chi được xác định vào năm 2003, đó là Brachiosaurus. Brachiosaurus ban đầu được mô tả là một loài khủng long hộ pháp và có thể có liên hệ với những loài khủng long hộ pháp ở châu Phi, do ngày xưa khu vực Ấn Độ và Pakistan ngày nay vẫn còn dính liền với châu Phi trong một khoảng thời gian khá dài. Tiếp theo là những quốc gia nhiều khủng long hơn một chút, nhưng dưới 10 loài. Đầu tiên là người bạn Đông Á của chúng ta, Hàn Quốc, hay có thể nói rộng hơn một chút là bán đảo Triều Tiên, đã bao gồm cả Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Tuy nhiên, hiện tại thì đất nước phía Bắc bán đảo Triều Tiên vẫn chưa có bất kỳ loài khủng long nào được công bố, nên chúng ta chỉ có các loài khủng long đến từ Hàn Quốc thôi. Hiện nay thì Hàn Quốc có 4 loài khủng long, trong đó sớm nhất là Ultrasaurus vào năm 1983, một chi sauropod có kích thước lớn sống cách đây hơn 100 triệu năm. Tuy nhiên, danh pháp này đang nằm trong diện bị nghi ngờ và có thể thuộc về một chi khác đã biết. Sau đó đến năm 2001 thì họ tiếp tục công bố chi khủng long thứ hai là Puchiongosaurus, một chi khủng long cổ dài đến từ hệ tầng Hasandong. 10 năm sau thì họ lại công bố liên tiếp 2 chi khủng long mới, đều lấy tên nước Hàn Quốc để đặt danh pháp, đó là Coryaceratops và Coryanosaurus.
nhiều hơn Hàn Quốc là Kazakhstan. Kazakhstan cũng đã phát hiện khủng long từ rất sớm, từ tận thập niên 1930 của thế kỷ 20. Điều thú vị là hiện tại ở Kazakhstan có 6 chi khủng long được đặt tên, thì có đến 5 là thuộc siêu họ Hadrosauridae, với các loài khủng long mỏ vịt hoặc giống khủng long mỏ vịt. Mặc dù vậy thì hầu hết các mẫu vật đều trong tình trạng tương đối kém hoặc rời rạc, nên chúng ta cũng không biết quá nhiều về các loài khủng long từng hiện diện trên đất Kazakhstan. Và cuối cùng, một quốc gia có rất nhiều khủng long từng được tìm thấy, đó chính là Uzbekistan. Người Việt Nam có lẽ chỉ biết đến Uzbekistan nhiều sau khi họ đánh bại chúng ta trong trận chung kết U23 châu Á năm 2018 ở Thường Châu, Trung Quốc. Nhưng chắc không ít ai biết rằng họ cũng nằm trong top quốc gia có nhiều khủng long nhất châu Á, thậm chí là nhiều hơn cả Thái Lan và Nhật Bản. Họ không chỉ sở hữu các chi khủng long riêng biệt mà còn có những chi được tìm thấy ở cả Uzbekistan lẫn quốc gia khác, chủ yếu là Trung Quốc. Tính tổng cộng thì có lẽ Uzbekistan sở hữu khoảng 15 chi khủng long, tuy nhiên có một số trường hợp nghi ngờ nên có thể giảm xuống còn 13 chi. Hệ sinh thái khủng long ở Uzbekistan có thể nói là hết sức đa dạng, từ khủng long theropod, sauropod, khủng long hung chim như giáp long, khủng long mặt sừng. Nổi tiếng nhất trong số các loài khủng long ở Uzbekistan có lẽ là Timur Langur, một chi theropod thuộc siêu họ bảo long được xác định vào năm 2016. Vừa rồi là một số thông tin sơ lược về các quốc gia còn lại ở châu Á đã có chi và loài khủng long được xác định. Một số quốc gia có thể đã có hóa thạch khủng long được tìm thấy nhưng chưa đủ khả năng để xác định loài, cũng như nhiều quốc gia chưa tìm thấy bất kỳ hóa thạch khủng long nào. Để tổng kết lại series khủng long châu Á thì chúng ta hãy cùng làm một bảng xếp hạng. Đứng đầu bảng xếp hạng khủng long châu Á sẽ là Trung Quốc, quốc gia có nhiều khủng long nhất châu lục. Bao nhiêu thì Dinoman không đếm được cụ thể, chỉ biết là có hơn 100 chi đã được xác định. Tiếp theo sẽ là Mông Cổ, cũng không cần đếm luôn, chỉ biết là rất rất nhiều dù ít hơn Trung Quốc, chắc cũng gần 100 chi đã được xác định. Ở vị trí thứ 3 sẽ là Ấn Độ, với khoảng 26 chi đã được xác định. Tuy nhiên cần lưu ý là Ấn Độ trong thời đại khủng long không gắn liền với châu Á, mà nằm ở phía nam của siêu lục địa Gondwana, gắn liền với châu Phi và Madagascar ngày nay. Thế nên khủng long Ấn Độ có nhiều nét riêng so với phần còn lại của châu Á. Ở vị trí thứ 4 của chúng ta là Uzbekistan với 15 loài, tính cả những loài đang bị nghi ngờ. Đứng ở vị trí thứ 5 sẽ là Thái Lan với tổng cộng 13 loài, cũng là quốc gia có nhiều khủng long nhất khu vực Đông Nam Á. Thứ 6 sẽ là Nhật Bản, tổng cộng 12 loài. Thứ 7 là Kazakhstan với tổng cộng 6 loài. Thứ 8 là Hàn Quốc, tổng cộng 4 loài. Thứ 9, đồng hàng là Lào và Kyrgyzstan, đều có 2 loài. Và thứ 10, đồng hàng là Pakistan và Tajikistan, đều có 1 loài. Còn những nước chưa có như Việt Nam thì đương nhiên là sẽ không xếp hạng. Tuy nhiên hãy cùng hy vọng là một ngày nào đó, chúng ta sẽ tìm thấy hóa thạch khủng long cũng như xác định được đó là chi loài nào để góp mặt trên bảng xếp hạng này. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên tặng cho kênh một đăng ký, cũng như theo dõi để cập nhật các video mới trong tương lai nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.